cảm nhận được những điều kỳ vọng của ông bà cha mẹ vào con đường học tập của chính mình, nên em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, cô sinh viên nghèo ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, luôn ghi khắc và xem đó là mục tiêu để em phấn đấu. Như bao đứa trẻ nơi đây, từ nhỏ Tuyền rất thích được nghe những câu chuyện khai quang của những người đi trước kể lại. Điều đó gợi nhớ về một thời đánh thức đồng quan của ông cha, đồng thời nhắc nhở thế hệ con cháu phải học tập tốt hơn. Từ nhận thức tích cực giúp cô trò nghèo tạo nên niềm hy vọng, phát huy hết năng lực học tập của bản thân mình trước cuộc sống gian truân của một đứa trẻ không có cha bên cạnh. Gia đình của Tuyền vốn nghèo khó, chỉ có mình người mẹ đơn thân gánh vác vì ba mẹ của Tuyền chia tay từ khi em còn trong bụng mẹ. Duyên phận khiến mẹ của Tuyền gặp một người đàn ông, rồi có thêm đứa con gái nhỏ. Nhưng cuộc sống vẫn còn nghèo khó, chị nỗ lực làm thêm gấp bội để gồng gánh gia đình và lo cho con đến trường. Cách đây vài tháng, trên đường đi làm thêm trở về nhà, mẹ của Tuyền không may bị tai nạn và qua đời ở cái tuổi 39. Vậy là niềm hy vọng một ngày được nhìn thấy con học hành thành tài của người phụ nữ bất hạnh vẫn còn dở dang vì gánh mưu sinh nhọc nhằn. Thế nhưng vượt qua mọi khó khăn, Tuyền vẫn cố gắng làm thêm, chắc chiêu phụ mẹ và tiếp tục dung bồi ước mơ học tập mà em hằng ấp ủ. Chị chào Tuyền. Em chào chị. Đang em mời em. Dạ em mời chị ngồi. Bình thường là Tuyền đi học một buổi hay là hai buổi Tuyền? Dạ tùy theo thời biểu, có khi hai buổi. Tại cái này em học buổi tối nữa cho nên là có khi ba buổi nữa chị. Chị biết là Tuyền đã thi đậu đại học. Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì em lựa chọn học ở trường Cao Đẳng Công đồng Đồng Tháp. Dạ. Cái lý do vì sao mà em lại quyết định như vậy? Dạ một phần là do trường nó gần ở trống hơn là trường đại học. Rồi với Cao Đẳng thì nó chỉ có 3 năm thôi, cho nên là nó một phần nhẹ tiền để đóng nữa. Và ra trường sớm em có thể đi làm sớm nữa, có thể phụ gia đình. Khoảng thời gian đầu mà lúc mà mới nhập học em thì dạ, em có gặp khó khăn gì không? Dạ thì đầu tiên đó là tiền học phí đó chị. Lên đây tự nhiên nó cao quá cho nên là cũng hơi bất ngờ. Như điều kiện hơi đi hơi cũng hơi xa đó chị. Từ nhà nó theo trường cũng lao xa, em đi xe đạp nữa, cho nên là giờ em dì ba mở cho nó gần chút. Tiền ăn uống thì ba em đi làm mà đưa cho em đó, rồi em đưa dì ba thêm. Còn công việc nhà như em ở với dì ba thì em cũng có phụ công việc nhà được với dì ba nữa. Khi mà mẹ mất rồi thì chị nghĩ là gia đình mình khó khăn còn nhiều hơn nữa đúng không em? Dạ, tại vì lúc trước thì mẹ mặn là chính trong nhà nữa, ba thì cũng có phụ thêm. Tại vì trong nhà có hai chị em đó, nên lo cho em nhiều nhất. Giờ mẹ thì mất rồi, cho nên em nghĩ con đường sắp tới thì khó khăn thì chồng chất khó khăn đó chị. Lúc mà hay tin mẹ mất thì lúc đó em như thế nào? Dạ thì em là người trực tiếp ở trong nhà luôn, chứ lúc mà ba kêu qua đó em cứ nghĩ là mẹ xỉu không à. Qua thấy tán mẹ môi tái ngắt hết rồi thì lúc đó em mới biết là mẹ mất đó. Dường như là em đã mất tất cả luôn đó chị. Nhưng sau đó thì em đã cố gắng để mình vượt qua những cái điều đó như thế nào? Lúc đó thì Tuyền đã suy nghĩ đến điều gì em? Dạ, em nhớ lại những ngày tháng vất vả của mẹ đã nuôi em đó. Là mẹ thì chỉ đi làm thuê làm mướn để lo cho hai chị em đi học thôi. Dạ. Thì chị nghĩ là trong cái quá trình mà em đi học á, dạ, thì cũng gặp nhiều khó khăn thiếu thốn lắm đúng không? Dạ. Thật ra thấy gia đình cũng khó khăn, cho nên em cũng muốn năm 12 năm nghỉ đó. Tại vì tiền bạc cứ mỗi lần đóng là toàn mượn không à chị. Mượn rồi trả lại cứ làm gì hoài đó. Nhiều khi cái nản lắm. Nhưng mà giờ thì năm 12 ra trường thì cũng có làm được gì đâu. Cho nên giờ em phải gán mà học lên tới Cao Đẳng này để sau này xin được chị. Tại sao mà mình trải qua biết bao cái biến cố thăng trầm như vậy, em vẫn giữ vững cho mình được cái niềm tin để mình đến trường, mình đi học thì ngày hôm nay đã là sinh viên của trường Cao Đẳng Công đồng Đồng Tháp? Dạ. Chủ yếu là mẹ đã cho em cái động lực đó.
Tại vì thấy mẹ cực dữ lắm. Mẹ không phải cực mới đây, cực với em từ nhỏ tới lớn luôn. Cho nên là nhiều khi em cũng thấy muốn dừng lại nghịch nản nghỉ học lắm. Nhưng mà mẹ thì không cho. Mẹ nói dù cực cỡ nào mẹ cũng phải gán lo cho em học. Cho nên nhìn cái cực khổ của mẹ đó là động lực chính để em học tới giờ. Bất hạnh bất ngờ ập đến khiến việc học của Ngọc Tuyền có lúc tưởng chừng phải dở dang. Mẹ mất rồi, tất cả điểm tựa trong đời chỉ còn có người cha. Tuy không sinh thành ra em, nhưng Tuyền rất biết ơn dưỡng dục. Cha của Tuyền, anh Nguyễn Văn Quy, vượt qua nỗi đau mất mát, vẫn cố gắng đi làm thuê, nhưng thu nhập bấp bênh, lại phải lo cho em gái của Tuyền đi học, nên khó có thể tiếp tục lo cho Tuyền đi hết con đường học vấn. Ngoại mới về. Ngoại có chị Như tới thăm nhà ngoại. Dạ, dạ. Chào bà. Dạ. Mời nhà chị Như. Dạ, cảm ơn. Bà ơi, hôm nay là bà về để thắp nhang cho mẹ của Tuyền hả bà? Dạ, đi thắp nhang cho mẹ Tuyền. Dạ. À, nhà của mình có ở gần đây không bà? Nhà của bà đến đây để tránh những cây số. Dạ. Thì bà nó đi bằng ngoài đây. Bà về tới đây để thắp nhang cho mẹ nó. Dạ. Mạnh lắm. Chị ngoại, cảm ơn em. Hồi nhỏ mà nhà ở giữa đồng như vậy chắc là em đi học vất vả lắm ha Tuyền? Dạ. Cực dữ lắm, có nhiều như là sáng mùa sương luôn đó chị. Đi trời mình mãi ướt nhẹp hết luôn á. Thôi còn không thấy thì trời mưa, đường xịn dữ lắm. Lúc mà mẹ mất rồi á thì em có sợ là bây giờ cái con đường học vấn của mình nó như vậy thì chặng đường phía trước không còn ai có thể lo lắng cho mình được nữa không? Dạ em cũng lo, tại vì nhỏ lớn thì có mẹ không à. Cái gì mẹ em cũng lo hết trơn á. Cho nên là em cũng thấy sợ khó khăn á. Tuy là cuộc sống có khó khăn, nhưng mà bà thấy là cái quyết tâm để lo được cho Tuyền đến trường của chị như thế nào hả bà? Nó lo đi học cho nó mới đi làm mà đêm mà hơn. Đi đội lục bình, ăn đi phơi, ăn sáng đi cắt chỗ dưa cho người ta. Mày giờ mà chết giữa đường vậy thì cô cũng phải cũng cố gắng cũng lo cho nó. Chỉ như cha nó có giúp đỡ được nhiều thì giúp đỡ cho hôm nay thì cô cũng phải đáng lo. Dạ. Thì cô sống ngày nào cũng lo cho nó ngày nay. Chị thấy mà cháu mình lớn lên trong một cái điều kiện phải nói là vô cùng khó khăn như vậy. Dạ. Bà có cảm thấy là cháu mình quá là thiệt thòi so với các bạn không bà? Thì nó thiệt thòi rồi đó. Vì tiền bạc không có rồi, nó cũng không có xã giao như bạn bè gì. Thế đi học thì tới nhà thì chăm đầu vô thì đương mẹ nó, đương một mình như mẹ nó không. Chứ không có đi chơi đâu, nhà kế bên đây cũng không có đi chơi. Dạ. Yeah. Chắc tại vì cái hoàn cảnh gia đình của mình cho nên là em cũng hơi mặc cảm với các bạn đúng không Tuyền? Em sống thì khép kín lắm, bạn thân thì ít lắm, ít có chia sẻ. Như là nhiều khi em cũng sợ người ta biết của mình lắm, nhưng không biết người ta nhận xét như thế nào cho nên là em giấu á. Ít có nói cho bạn bè biết về hoàn cảnh của mình. Chị được biết là Tuyền cũng có một cô em gái đúng không em? Dạ. Ừ. Cái tình cảm của em dành cho em gái như thế nào? Hai chị em mà thường đi học về nhiều hồi đó thì có đưa đón hai chị em đi học vậy. Hai chị em cùng nhau đi học. Cho nên khi em lên cấp 2, cấp 3 rồi này kia ít có đi chung. Về thì em không biết bài thì em có chỉ hai chị em cùng nhau học bài. Dạ. Nhưng mà trong thời gian qua là em thấy được là cái tình cảm của cha dành cho em như thế nào? Vì không có ba ruột, ba dượng thì cũng quan tâm như ba ruột thôi. Ba thì lúc nào cũng quan tâm đến em, lo việc học em, cũng cân dặn như những lời mẹ em nói gán học. Nên là với cái tình cảm đó em rất là quý và trân trọng nhiều lắm. Điều quan trọng nhất là bản thân của mình phải nỗ lực. Dạ, tất nhiên nỗ lực phấn đấu như vậy. Tại vì cuộc đời nở hoa hay bế tắc, đó là do mình không à. Cho nên là mình phải tự làm chủ chính mình để gán mà học, để mà không phụ lòng mọi người, cũng như là mẹ em trên trời. Mẹ của Tuyền mất đi đột ngột khi chị còn quá trẻ, bỏ lại hai con đối mặt với khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mình là thiếu vòng tay che chở của một người mẹ. Các em như mất đi cả bầu trời thương nhớ mà chẳng có gì có thể bù đắp. Trước hoàn cảnh thực tại, Ngọc Tuyền biết rằng
hành trình trở thành một kỹ sư công nghệ thực phẩm trong tương lai của mình sẽ rất gian nan. Nhưng em không từ bỏ dễ dàng mà mạnh dạn tìm việc làm thêm ở thành phố Cao Lãnh để có thể tự xoay sở việc học. Cùng với việc ưu tiên bồi dưỡng tri thức, từ một học sinh vùng nông thôn tính tình nhút nhát, sống khép mình vì hoàn cảnh, Ngọc Tuyền giờ đã hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp em có thêm cơ hội rèn luyện bản thân. Giờ đây, Ngọc Tuyền trở nên năng động, tự tin hơn, dù trong môi trường học tập hoàn toàn mới lạ. Chúng tôi trao gửi cho Ngọc Tuyền thêm một niềm tin mới, mong rằng em như những mầm xanh vùng đất Đồng Tháp thân thương, tiếp tục vươn cao dù chịu nhiều giông bão. Bạn đã đến với buổi trao học bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chương trình đang được diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Thống Linh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý khán giả, trải qua những tháng ngày nghèo khó, em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đã thấu hiểu được ý nghĩa của việc học. Đó là con đường tốt nhất để có thể thay đổi số phận và trở thành một người có ích cho xã hội. Và bao nhiêu năm qua, trải qua biết bao sóng gió, bất hạnh của cuộc sống, thì em vẫn ham học, vẫn quyết tâm bám lớp bám trường. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin tìm đến đây và trao tặng đến em số học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng để tiếp sức cho em trên con đường học vấn. Chương trình cũng biết được rằng là ở địa phương cũng có nhiều em học sinh khác vẫn đang từng ngày vượt khó học giỏi. Chính vì thế mà chúng tôi cũng sẽ dành tặng 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho 10 bạn học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngay bây giờ thì Quỳnh Như xin được mời các bạn có tên chúng ta bước lên phía trước để nhận học bổng từ chương trình, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Ở trường Trung học Phổ thông Cao Lãnh 1, xin được mời bạn Cao Nhật Duy, học sinh lớp 10A1, bạn Hồ Hoàng Thế Dinh, học sinh lớp 11 cơ bản 2. Ở trường Trung học Phổ thông Thống Linh, xin được mời bạn Lương Thị Kim Ngọc, học sinh lớp 11 cơ bản 1, bạn Lê Hồng Phấn, học sinh lớp 10 cơ bản 1. Ở trường Trung học Phổ thông Cao Lãnh 2, xin được mời bạn Lê Chí Tâm, học sinh lớp 11A3, bạn Phạm Trường An, học sinh lớp 11 cơ bản 5. Ở trường Trung học Phổ thông Kiến Giang, xin được mời bạn Quỳnh Đắc Sơn Tuyền, học sinh lớp 11 cơ bản 4, bạn Quỳnh Thị Diễm Linh, học sinh lớp 11 cơ bản 3. Ở trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Khải, xin được mời bạn Hà Minh Hiếu, học sinh lớp 12 cơ bản 2, bạn Võ Thị Cẩm Duyên, học sinh lớp 12A. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đem trao số học bổng đến các bạn. Ngay bây giờ sẽ là phút giây đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm nay. Quỳnh Như xin được mời em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền bước lên phía trước để nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng từ chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ lên trao suất học bổng đặc biệt này. Kính thưa quý khán giả, và tiếp nối niềm vui sau phần trao số học bổng đặc biệt dành cho Ngọc Tuyền, thì ngày hôm nay chương trình cũng sẽ dành tặng đến gia đình em một phần hỗ trợ thông qua phần rút thăm may mắn đến từ đơn vị tài trợ công ty ADC. Bởi chúng tôi biết được rằng hiện tại thì gia đình của em đang gặp rất nhiều khó khăn, và những khó khăn dồn dập lại xảy đến khi mẹ của Tuyền qua đời sau tai nạn. Vì vậy mà Như xin được trân trọng kính mời bà ngoại của em Tuyền là bà Đỗ Thị Mo sẽ tiến lên phía trước để tiến hành phần rút thăm may mắn. Dạ thưa bà, là trong thời gian qua thì con được biết là cái việc học của Tuyền gặp phải rất là nhiều khó khăn. Thì ngày hôm nay khi cháu mình nhận được số học bổng đặc biệt 20 triệu đồng thì bà có cảm thấy vui không bà? Dạ, con thấy bà thấy vui vậy lắm. Nếu rút nhiều nữa thì tôi cảm ơn. Thế còn Tuyền thì sao em? Em có quyết định là sẽ chọn tấm bảng ở vị trí số mấy chưa? Dạ thưa chị, là em chọn tấm bảng số 4. Rồi, ngay bây giờ chị xin mời em hãy rút tấm bảng ở vị trí số 4 nào. 4, 2, 3, 10 triệu đồng, xin được chúc mừng.
Bà ơi, bây giờ là gia đình mình đã có được 10 triệu đồng rồi. Khi mà rút được tấm bảng này thì em cảm thấy như thế nào hả Tuyền? Dạ, em rất là vui. Nói chung là cũng may mắn dữ lắm rồi. Với số học bổng này thì nó sẽ là đỡ gánh nặng cho ba em sắp tới. Và đây sẽ là nguồn động lực, nguồn hỗ trợ tốt cho tương lai của em. Em sẽ hứa là sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những mọi người đã kỳ công hỗ trợ cho em. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện và tài trợ công ty ADC sẽ lên trao phần hỗ trợ này đến gia đình. Các bạn học sinh ơi! Ơi! Sao đây đến phần gì nào các em? Khán giả may mắn! Đúng rồi, đó chính là phần khán giả may mắn mà chương trình Thắp Sáng Niềm Tin dành riêng tặng cho các em. Và trong phần này thì các em sẽ trả lời hai câu đố vui từ chương trình. Và nội dung của những câu hỏi đó thì rất là đơn giản, rất là gần gũi với các em, cũng liên quan đến những kiến thức mà các em học hàng ngày nữa. Và bạn nào trả lời nhanh và đúng hai câu hỏi đó, chúng ta sẽ bước tiếp vào phần bốc thăm may mắn của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin với những phần quà rất là hấp dẫn. Và ngay bây giờ thì chị sẽ chọn ngẫu nhiên hai câu hỏi để gửi đến các em. Các em hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi đầu tiên nha. Giả sử 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20. Vậy 5 bằng mấy? Xin được mời em gái. Đây, xin mời em bước lên đây. Đây, theo em thì 5 bằng mấy nào? Theo chị là 5 bằng 1. 5 bằng 1 đúng không các em? Xin được chúc mừng em. Đây, và câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau. Chẳng lợp mà thành mái, chẳng cấy mà mọc đều, già thì trắng phao phao, non thì đen kinh kít. Là gì nào các em? Xin được mời em Nam. Chị thấy em là tóc. Đúng rồi, đó chính là mái tóc. Xin được chúc mừng hai em. Sau đây các em sẽ bước vào phần bốc thăm may mắn với những phần quà rất là hấp dẫn. Trong phần này thì chương trình đã chuẩn bị sẵn cho các em ba hộp quà. Và trong ba hộp quà này thì sẽ có các phần quà có giá trị khác nhau, như là tivi, kim từ điển, máy tính bảng, các giá trị tiền mặt, hoặc là những phần quà phục vụ cho việc học tập của các em. Ngay bây giờ thì hai em có thể cho chị biết là hai em tên gì, đến từ lớp nào, và trong ngày hôm nay mình sẽ chọn hộp quà màu nào không? Thưa chị, em tên là Nguyễn Thị Phượng Liên, em đến từ lớp 11 CP4. Em chọn phần quà màu đỏ. Thế còn em Nam thì sao em? Dạ, em tên là Lê Dương Minh Hiếu, đến từ lớp 11 CP1. Em chọn phần quà màu vàng. Rồi, ngay bây giờ chị xin mời Liên và Hiếu hãy mở hộp quà của mình ra và chọn ra trong đó một lá thăm các em nhé. Xin được mời Liên mở phần quà của mình ra nào. Đó là một kim từ điển. Xin được chúc mừng em. Còn phần quà của Hiếu sẽ là một đồng hồ để bàn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thống Linh sẽ lên trao phần quà đến hai bạn học sinh may mắn trong ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, thông qua chương trình Thắp Sáng Niềm Tin cũng sẽ có rất nhiều đơn vị hảo tâm, các nhà đồng hành cùng chương trình Thắp Sáng Niềm Tin muốn thể hiện sự quan tâm, đồng cảm cho những em học sinh nghèo vượt khó. Và một lần nữa, Huỳnh Như xin được mời em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền sẽ bước lên phía trước để nhận các phần quà của các đơn vị dành tặng cho em. Câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh Đồng Tháp sẽ trao tặng đến gia đình em 50 kg gạo. Tiếp sau đây sẽ là các phần quà đến từ các nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty ADC. Nhãn hàng thuốc Hép sẽ trao tặng đến em 1 triệu đồng và 100 quyển tập. Nhãn hàng Codatus Group sẽ gửi tặng đến em 1 chiếc xe đạp. Nhãn hàng mì gói Indomie sẽ gửi tặng đến em 1 cái tivi. Và một nồi cơm điện sẽ là phần quà đến từ nhãn hàng gạo Tứ Quý. Điều đầu tiên em muốn nói là em muốn cảm ơn chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, công ty ADC đã tài trợ cho em chiếc học bổng này. Em xin cảm ơn những nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ cho em. Em xin cảm ơn rất nhiều.
Kính thưa quý khán giả, và đến đây thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này cũng xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 phút mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 4 giờ thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quỳnh Như xin chào và hẹn gặp lại. Mắt thương cuộc đời trời tiếng.